Hello mọi người, hello, xin chào mọi người đã trở lại. Và mọi người nhớ là giúp Mèo share live stream và giúp Red Hood share live stream từ Facebook cá nhân, giúp đại gia đình và những nơi nào các bạn có thể share và share thiệt là nhiều, càng nhiều càng tốt. Ở phía giữa cái màn hình của Mèo thì Mèo Yo. có gì? Có tôi có tiếng Mèo có để cái link donlayodu.com/mèosan, các bạn có thể đây vào mọi người. Don cho Red Hood. Bởi Red Hood cũng có nữa, đi sáng sinh ở trên Donolive. Mọi người. Mèo để cái link mèo để rank YouTube vô đây đánh nhau luôn nè. Đó. Chữ đỏ luôn á, là lát banh giường sớm. Anh thấy là có hàng comment là vừa vô chữ mèo nết rồi kìa. Kệ cha tôi chứ, ở tôi nết thì cũng kệ cha tôi, cũng ăn hết của nhà mấy người không bộ hả? Tôi nết tôi cào quá. Tôi lèo qua hàng rào tôi chưa tôi biết của mấy người, tôi dở nắp nồi cơm tôi ăn hết cơm, tôi vừa cơm trái này cho mấy người ăn hay sao mà chửi tôi nết. Đúng rồi. Cẩn thận nó tụi mình. Ok. Anh sao lại đi chút nha mọi người. Chưa đánh nó đi nghe tụi mình. Tụi mình lập tin đơn để tụi mình có tiền lập sinh nhật cho chị Banda. Mấy nay chị Banda bệnh rồi, chị Banda không thể ăn sinh nhật được, cho nên là tụi mình sẽ gom góp tiền để khi chị Banda. Thế tôi lắc. Phải chưa mà nó lắc mà. Lắc không? Lắc, tôi mới đặt lóc, tôi đặt một cái nó giật cái tặng. Ê, tôi cũng nghi nó lắc lắc. Thằng đỏ nó vô nhà mình đúng không? Đỏ vô nhà mình đúng không? Ok. Đỏ nè, nó bắt trợn nó vô nhà mình. Đâu. Đỏ bên hông đúng không? Trời ơi, lâu lắm rồi tụi mình mới chơi lại bên trời mọi người. Cho nó ăn tên lửa thấy bà đó luôn. Mọi người, Red Hood đăng ký với Nolo Live, mọi người share đây giúp Red Hood. Đưa một vàng, chị Banda đưa một vàng cho em, chị Banda đưa một vàng. Một vàng share đây với giúp Red Hood. Ủa em giữ 8 vàng cho người chứ đúng không? Cô giả mang không? Giả mang thiệt luôn. Đó, mà trời. Xe đây đưa giúp mẹ giúp cả nhà ơi, cả nhà. Quánh em rồi. Ờ, nó xuống rồi nè, tiểu hạp. Cái chừng đó nó xuống kìa. Rồi, em quýnh nó rồi. Ai quýnh vậy? Đi qua ba nhà luôn, Đúng rồi, qua nhà nó, tiểu hạp ơi. Em đi qua nhà nó đi, em chạy qua hết gao nhà nó tụi mày ơi. Em chạy hết gao nhà nó đi cho nó quản hồn hú vía bọn cha nó luôn. Tao qua nhà mày nè, chạy hết gao tụi mày, chạy hết gao. Ừ, hay quá. Lâu lắm rồi mẹ mới trở lại với Bách Quân. Mày trời ơi trời. Chị Banda đứng đó dòm, nó ngang dòm. Ấy chết cha lắm. Dòm đó, chị Banda dòm đó. Ui, tụi mày ốc. Cái giường nhà đỏ. Yes. Đỏ bánh giường rồi, Vô gì nữa. Yes. Sao không rồi. Không, tôi nhất một. Xuống lên cho nó từ nước. Nước. Dám bảo mèo nước không? Đứa nào dám bảo mèo nước? Hey. Nước. Đứa nào bảo mèo nước bước ra đây. Em không tải được rồi. Ok, bạn nào không tải được rồi. Thì có thể lá cây quà. Em qua rồi. Chị Banda em qua nó nè. Mọi người ơi, Red Hood đang stream ở Nolo Live nha mọi người. Đi sắp xuất chính. Bạn nào không tải được Nolo Live cứ đây. Ui, ai trời. Ôi, thằng nào quýnh nào dữ vậy? Nó mới quýnh từ ngoài cửa nè. Mẹ ơi, quýnh chị rồi nè. Okay. Lá cây vô nhà đào vườn kìa. Ôi, rồi, hai thằng rồi. Hai thằng chưa? Tiểu Ngọc nhất rồi. Hay quá, Tiểu Ngọc. Tôi nhất được nước, Tiểu Ngọc nhất được miếng. Tiểu Ngọc đi qua nhà lá cây chơi Tiểu Ngọc ơi. Xe live stream giúp mèo nha, mọi người ơi, xe live stream giúp mèo đi. Lá cây để em kiếm nhà lá cây cái em. Đi với anh là Tiểu Ngọc ơi. Xe live stream giúp mèo nha, cả nhà ơi. Xe đau đầu quá. Đi miếng này hết rồi. Ok. Ok, chị mua lóc thì đi bộ. Hết lóc rồi. Qua nhà Green phải không? Ừ. Có nhà Green nè mèo. Các bạn kiếm việc viên vô trong lúc đại gia đình xe đây cho giúp mèo nha. Kìa, đó, cái thứ đó nó chết đi là vừa. Ngu rồi mày, khổm. Ủa gì nó làm rớt cái bịch vậy? Nó rớt á. Tiểu Ngọc mới rớt nha chị. Tôi vô nhà lá cây nè, tôi vô nhà lá cây nè. Ok, tôi đang sau lưng ngay đây. Tôi. Ơ sao mà không? Mà luôn đâu đó hả? Mà luôn bị ngu cái gì á? Trời ơi, mà luôn tự nhiên nó giải tôi điên rồi chứ. Á, có vườn. Lá cây nó lắp vườn lẻ lắm mèo ơi. Chị đang chơi hôm nay chúng ta chơi pet vô dài này nó từ để anh chạy lên lấy em rồi cái thằng ơi, lá cây này mình phải chơi chiêu khác thằng ơi, không có đánh được cái đó đâu. Giúp Red Hood đi mọi người ơi. Ôi không đủ tiền mua luôn rồi. Công nhận lá cây nó vô nó xây dựng cái nhà mình á. Từ lên lấy miếng emerald cái mèo ơi, lá cây giờ nó đang vô nhà mình nè. Thôi, vô trời ơi, giặt rồi sao mà nó bay giờ kìa. Chết đi, khốn. Là gai vậy mày. Xe đạp riêng nha mọi người ơi. Lá cây lên bát tôi nè. Không phải à, mèo à. Ui trời ơi, ba hẳn chém em mình đó. Ui, chạy đi, chạy đi. Rồi nó chém rồi luôn. Con đỏ vô nhà mình thấy gì tụi không? Kiểm tra không? Em đang chơi với chị này. Vàng. Ủa vàng là mình. Mình đang chơi với vàng qua cho chị biết rồi. Ai đang chơi vậy đem cương cương cái vàng qua cho chị nè. Ý khốn nạn. Mọi người nghe tiếng của mèo với Red Hood có rõ không? Mọi người nghe tiếng của mèo với Red Hood có rõ không? Rồi, nó có bị dọn luôn. Nó có bị dọn. Vô lại tụi không? Vô lại liền. Mong chị đọc tên cho em chào Nghị Lê nha. Thì Dọn viết sao ta? À vô lại. Rồi giờ anh Dọn. Nó cãi vô cho mình kìa. Kệ mình đọc trái đi mèo ơi. Ê á, tụi nó quýnh tao luôn nha. Mèo. Em ở nhà, đừng lo, em ở nhà. Vô hẳn nhà nó, tụi ngọc ơi. Lá cây này thì... Rồi em vô rồi mà. Vô trúng cái đội điên rồi, tụi ngọc ơi. Chị Banda. Rồi, bắt vô. Chết rồi. Ủa sao nó quýnh gì được hay vậy chị Banda? Sao rồi. Tụi ngọc ơi, đi vô nè, tụi ngọc, đi vô nhà nó, tụi ngọc ơi. Ủa, có bánh vườn không? Anh làm rớt cái tụi ngọc, đưa lại cho anh tụi ngọc. Cắt đường lại cho anh vô. Xe đang đi giúp mèo đi mọi người. Xe đang đi
Khoan, đi đường này qua nhà nó tôi học, đi đường này. Đường này nè, anh giữ hai cái TNT nè tôi học ơi, từ từ. Ok, em có một emerald để em ram ráng lấy thêm emerald mới được. Rồi, đúng không? Đi đường này đúng không? Đi đường này qua nhà hẳn nhà nó luôn tôi học. Em đi ở trên đầu á. Trên đầu á. Ừ. Lên trên đầu luôn. Đúng không? Em mới bắt chạy qua nữa kìa, quanh về phụ chị đi. Ôi cảm ơn bạn Đôn nha. Bỏ vô cái tinh ti vô giường nha nó mà. Nó lắp kiến rồi anh ơi, lắp kiến lẹ lắm. Trời ơi, nhà mình cũng lắp kiến rồi, mình phải lắp một lớp nữa. Nhà bảo vệ nhà luôn. Ôi nguy hiểm quá. Anh biết tại sao không mèo? Mèo nhìn cái tên mèo màu đỏ ngầu hết sức luôn. Ngầu cái bồn cầu. Rồi mèo ban quá, mèo kiến mạng luôn hả mèo? Giờ sao giờ? Trời ơi trời. Kìa nó chết rồi kìa anh Hút. Hello, vào để rồi không sao. Mọi người thấy Hút đang livestream ở đâu đâu live. Nó nói mèo được bút nữa chứ, bút con khỉ á. Bút gì? Mèo nó nói mèo được bút lên tại giờ bờ cái răng. Từ từ có hàng xanh nó vô nó bút. Ủa thằng đỏ. Đó. Ủa tự nhiên hồi nãy. Ủa sao này nó chết tại chỗ vậy? Ủa cách nào nó nằm một đống vậy? Mèo ơi mèo ao ra đằng mèo đổi răng đi mèo đổi tên đi mèo ơi. Mèo để cái tên nó gắt quá. Không ai chơi. Không dám chơi luôn, chơi không nổi luôn. Tiểu Ngọc chơi không nổi luôn à. Cảm ơn bạn song tử đẹp trai mới đôn cho anh nha. Để coi cái rank của em, cái rank em đang đứng hạng nhì luôn. Ngầu. Anh có thể thấy rank của em ở đây. Lâu lắm rồi mới chơi lại best world mấy bạn ơi. Lâu quá à. Nãy giờ tôi quên múc nước luôn á mèo, múc nước mình mèo luôn hả mèo. Ừ, dĩ nhiên rồi, tôi múc nước cho tôi uống mà, thấy không? Được đấy. Nãy tôi nghe bà Anna bà la quá trời. Trời ơi. Chị Panda à? Em đâu nét trễ, sorry cho em hỏi chị Panda đỡ bệnh chưa anh dâu bé ba. Chị Panda bị bệnh rồi em ơi. Chị Panda bà chưa có đỡ bệnh em ơi. Chị Panda còn bệnh nặng lắm. Bị khàn tiếng rồi nên là không có nói chuyện. Lớn. Bệnh nặng lắm. Ngu ghê tiếc kìa. Cô đang kiểm việc gì giúp mèo phê dịch lại cho mình nha. Không nghe, hello anh. Hello em. Hello anh ba. Mèo nãy giờ mèo được đôn chưa? Nãy giờ tôi được ba hai bạn đôn luôn lận. Ba lần. Tại vì mấy cái tiền đôn này chúng ta sẽ dùng để làm sinh nhật cho chị Panda khi mà bà hết bệnh. Chắc này tôi dùng tiền làm thuốc cho bà trước cái đã, bà bệnh quá rồi. Giờ trước tiên làm thuốc cho bà trước cái đã, chứ chưa có sinh nhật của bà đâu. Sao chị không chơi FIFA? FIFA là gì? FIFA là cái máy banh á. Chị đâu biết chơi FIFA? Ủa vô nó đặt lóc ra ngoài tôi biết tốc độ bằng thờ luôn mèo. Ủa sao nay game lắc mà tôi nó đặt lóc nhanh vậy? FIFA online 4. Ê thôi tôi nghĩ là rồi giờ mình đặt lóc qua cửa bên kia đi thằng đỏ kìa. Đỏ giờ nó chắc nó qua nhà xanh quá. Mình lại vàng nữa ra. Ừ mình lại là đội vàng em. Vàng tiền. Tôi đau đầu quá vàng người ta. Vàng tiền vàng bạc. Đau ở phía sau đầu nó gọi là đau gì ta? Đau đầu gì ta? Sao chị không trả lời em? Tại sao em không thấy chị đang đánh Best World hả? Thứ. Chị Tử Ngọc không có ai Tử Ngọc. Ủa ơi lắc đặt lóc không được luôn. Thôi ơi. Ủa sao tôi thấy tôi bình thường mà sao ai cũng lắc vậy? Tôi bị lắc cái mèo nãy tôi đặt lóc tôi còn té nữa mà. Tôi bình thường luôn á. Bình thường lắm luôn. Thôi một thanh nào. Ê xanh cái trời. Xanh cái trời. Ok nó đi qua nhà ta rồi từ từ đi qua. Ủa, nhà đỏ rồi. Quýnh bên nhà đỏ rồi kìa, xanh cái trời nó quýnh bên nhà đỏ rồi. Mấy bạn có nghe tiếng của mèo tiếng rất rõ không? Mấy bạn comment giúp mèo đi. Có ai nghe rõ không? Ê tôi lụm được em rồi gồ, tôi lụm được em rồi gồ. Em vẫn đang dù biết chị chưa like hả? Ủa? Nãy giờ mèo livestream rồi mà. Chị livestream bên YouTube em song tử à. Chị livestream bên YouTube mà. Chứ một hồi nữa mèo mới livestream bên Nono Live. Chị Panda. Một hồi nữa chị sẽ. Nghe nghe nghe. Thôi. Em lấy gì? Cứ đưa chị. Ở bên kia đặt không chưa lấy nha. Hôm nay là chị stream YouTube còn anh Hút của mấy em là stream Nono Live. Tại vì chị muốn thông báo giúp cho Nick Hút. Phần đã bình thường mình đang cấp gì vậy ta? À ít là đã. Tôi không biết mèo riết là tôi chơi sao tôi không biết tôi nhảy đi nhỉ. Ô YouTube hơn là coi Nono Live hả? Mày thích lên đúng không? Mày thích lên đúng không? Tao lên với mày luôn. Tao còn nhiều lắm lắm. Mày chết cha. Ui, chết. Chạy vô nhà nó mấy bạn ơi. Ui, nó nhảy xuống. Bây giờ mình đá, mình Sao chạy vô nhà chị kìa.
tôi đang vô nhà nó, chào em nha Khánh Phụng. Ừ, thầy bà nội cha đó. Khánh Phụng là Khánh Phụng. Ôi, em đặt cái tên tôi vô nhà nó rồi. Đứa nào qua nhà mình đặt lắm chơi vậy. Đó, tôi quên banh vườn nhà nó rồi, tôi quên banh vườn nhà nó rồi. Nó đúng đi. Để banh vườn nhà xanh rồi. Sao rồi, xanh banh vườn rồi. Đứa nào chết, Tưởng Ngọc. Em sao? Em giết chết rồi. Rồi, xanh nó banh vườn rồi, nó còn ba hàng à. Cố lên. Mấy hàng tuổi tí này lần sau mà giết được em chị mèo. Tuổi tí là tuổi gì em, tuổi chuột á hả? Tuổi chuột cái gì em. Ủa là sao, tại sao lại em kêu là tuổi tí? Tưởng Ngọc ghẹo người tuổi tí. Là sao? Không có. Rồi, để tôi mua rồi. Nó lâu quá tôi không chơi, riết là tay chân tôi chậm. Dạ, tôi chơi như là con đần không thấy hả? Tôi chơi như là tôi bị đần độn vậy. Bị đần thối. Mèo đang cắt đường hả? Chứ ai. Hay quá vậy. Rồi sao nó vô nhà mình lại nè. Đây. Trời ơi. Giờ banh rồi, nó đem chém luôn. Cho nó vô đi, cho nó vô đi. Mày tới số mày. Hay quá mèo. Mày vô nhà. Mèo vô nhà ai? Mày đứng lại, Có được rồi chứ. Ô, cảm ơn không dám mình. Ủa mèo này tôi bắn trúng mèo luôn á. Hello anh Hút. Hello em. Ủa nhà xanh mất vườn hả? Ừ mất vườn hả? Nói chung là còn có một thằng Green còn sống. Ủa? Gì kỳ lẹ vậy? Giết hết rồi. Tiếng hợp nó chơi, nó giết hết trơn rồi. Ok. Phải thù lắm. Xe lên đuôi giúp mẹ đi mọi Green, người. Green nhà đứng trên nóc nhà nó kìa. Để Hút đăng lên mọi người nha. Anh đang kiếm được. Hiểu không? Làm gì bắn cung anh nè Tuấn Ngọc ơi. Là con đây đứng bắn cung anh nè. Đến Hút đăng truyền bắn đôi lai mọi người. Ok chờ em xíu, chờ em xíu. Ngọc ơi, nó đứng bắn cung anh nè, Tiểu Ngọc ơi. Thằng nào, Green quá. Nè. Ừ, Green nè. Ui, okay, nó bắn rồi. Ui, hụt. Nè, né, trời ơi trời. Dạ, né, ai da, đau quá. Ui da, ui da, ui da, ui da. Ui, 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 vậy, gì mà nói vậy, cho vui vậy. Ui da, vô. Thôi, đến nóc kìa, đến nóc nhà kìa. Lấy hết đồ, nó tôi bỏ rừng cái. Từ, Tiểu Ngọc, bao từ tiểu nào. Tới không? Cảm ơn bạn. Ui, cảm ơn, em đâu nha. Trời ơi. Nó quá dài vậy sao anh đọc nổi. Từ anh kiếm xanh cái. Xin chào anh Hút, em tên là Khang. Em donate với anh để nói với anh là bức ảnh cosplay skin Minecraft là em trong cuộc thi làm thời trang ở trường trung học cơ sở Mỹ Hóa. Em Kobe thì anh có tin em hốt nữa. Ok, là em là trong bức ảnh đó, bức ảnh gây gây là xôn xao cộng đồng mạng đúng không em? Từ từ cái đá anh lên anh đọc cái thằng này từ ơi. Cuối cùng anh cũng đã tìm được cái người đó rồi. Mèo nhớ cái bức ảnh mà có lay Red Hood ở trong trường không? À, bạn này bạn có lay nè. Ủa cái hàng xanh đâu vậy? Hàng xanh đâu? Không biết. Đi nè. Biết chết rồi. Đâu? Từ đâu? Cảm ơn em đã có lay anh nha. Nếu anh chắc anh phải tin em rồi chứ tại vì anh nghĩ là đâu có ai có lay cái đó mà em đâu. Cảm ơn bạn Tiên Tùng nha. Ủa gì kỳ vậy? Anh nói đâu vậy? Ủa cái gì tôi chưa hiểu gì hết. Vừa bước vào nhà thì nhận được thông báo hình như em vào hơi trễ mặt người. Trễ rồi em ơi. Cái gì mà chết quá vậy, tôi đang đọc don mà. Thì đó tôi gì hết hồn. Trời ơi bà Banda bà trơ trơ. Bà tỉnh bơ. Bà Banda bà sao mèo? Bà đẻ kinh bà dẹp bà chơi luôn. Bà bơ bơ bà tỉnh bơ luôn. Ừ tại bà đâu có được rang cái gì đâu. Ủa chị có làm được đâu, chị cắn cân giờ chị muốn chơi chị cắn được không? Giờ chị nói được từ cắn. Thôi rồi a rang cho chị Banda thôi. Chúc mừng sinh nhật chị Banda, tặng bà rang MVP Blue chị mới. Ờ bà có MVP Blue rồi mà. Bà có mắt mới kìa. Mà thấy luôn không? Thấy rồi. Mắt này như cụ mắt mới. Mắt mới. Mắt này nhìn mới. Mới là mắt mới. Em là fan của chị, cảm ơn em nha. Bà nào xe đang hả? Cái này nè, cái lưng gì nè? Ủa, sao? Đây nè. Cái gì nè. Đâu? Vậy hả? Không biết tôi rồi, con chuột quyền thoại của tôi ba lại. Ừ, đó. Chuột quyền thoại chứ, như cái chải. Con chuột này đã cùng tôi chinh chiến biết bao lâu rồi. Cái con này dễ thương nè. Đây là con chuột quyền thoại của anh định gờ ăn con chuột này. Tại vì nó vừa mới thương ngày hôm nay. Vô rồi, vô rồi. Nó vừa mới thương các bạn ơi, anh buồn quá. Thật ra là nó không có hư gì lắm đâu mà tại vì nó chỉ bị liệt. Có lẽ em thông báo hơi trễ em Kobe thì anh tin hốc tại vì em hốc biết cách gửi thư cho anh chị trong. Năm nay anh cho em cosplay anh với diện mạo khác hơn nha, cảm ơn anh. Em cosplay anh với cái diện mạo mà mặc đùm đùi đó em. Diện mạo đó mới á. Cái này cho chị Banda. Có bạn tặng quà cho chị Banda. Cái này cho chị Banda. Tặng gì vậy? Tặng cho chị Don á. Don cho chị nè. Bạn là bạn Su Su nè. Sắt trong lương kìa bà, sắt trong lương kìa chị. Thằng xanh lá, thằng xanh lá đi mà bơi giáp tiên ti qua cái đường anh đặt cái chung không?
xanh lá rồi tụi mày ơi. Cái bát này mới quá này không biết chơi sao luôn á. Mày sao, mày sao thôi rồi. Thôi nữa mọi người muốn nghe livestream cái gì bạn nào. Đúng không? Ừ, quẩy cho nó hết hồn đi tụi mày. Ôi nó đặt kìa. Trời ơi. Thôi nữa, ôi nó bố mẹ mày kìa. Trời ơi. Trời ơi. Vô đây, vô đây. Vô đây vô con chặt. Ủa tụi mày không, em đâu rồi anh? Anh chết luôn rồi, em đâu rồi? Ủa em đang đặt cái vòng tròn lên đó làm cái gì vậy tụi mày? Chứ giờ phải trường em đi. Em bỏ cái TNT xuống thôi. Ủa em không có TNT vô đó được. Trời ơi, thứ gì đâu 17 sắc cái thằng. Ok rồi, lên banh giường rồi. Từ anh phải mua một cái. Em đi vô không được, em đi vô đó không được luôn. Anh lắm. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tình lịch của em không, trời ơi. Trời ơi, nghĩ sao mà tình địch gì vậy em? Anh đâu biết tình địch nghĩa là gì. Em chỉ cảm ơn em Huy Sơn à. Anh chỉ biết tình cảm thôi chứ không có tình địch. Mình chơi nhau bằng tình cảm thôi em. Chơi nhau bằng tình cảm đi. Từ để con nhỏ. Xiết vô đi nước. Cái nhà này có cái lỗ á, từ mèo mèo. Sao? Ôi, không có lắp cái lỗ này được nha, nhảy xuống coi chừng chết á. Xe lên truy giúp mèo đi mọi người. Để thuốc đang truy mình nono like. Anh đang chiếm nono like nè, bạn nono like ở đây. Cảm ơn bạn Huy Sơn. Em thấy trong hình đó có bạn nói em sỉ nhục anh. Anh cho em hỏi có phải về quê anh. Em sợ sỉ nhục anh hả? Có gì đâu em. Cái đó nhìn mắc cười mà cái đó nhìn hay mà. Mình có đam mê thì mình làm thôi. Đừng có quan tâm là ai nói gì mình hết em ơi. Mất cần đời đi em ơi. Vậy mà mất cần đời. Cảm ơn bạn Nam nha. Nó khá là tốt tiền. Hello anh chị nay KDV đủ nhắc anh ơi Tây Bi với em X Lân KDV nét anh giấu bé 33. Ê khoan cái đã, từ từ tôi đang bị liệt, từ từ mấy bạn đon nhiều quá tôi không biết ở đâu mà nói luôn á. Chị chơi cấp biển đi. Cấp biển hay là cái tôi nâng cấp giường xong rồi gì tôi bà nâng cấp đi đánh cháp, nâng cấp làm chậm rồi. Ê bà con có đi đánh giường không vậy? Tôi có, có tôi nè, tôi đang đi đánh giường. Ủa còn có. Tiểu Ngọc không nhìn nó ba chạy giường tôi đang cầm cái trái tiên ti qua luôn á. Nó quánh ba giường luôn rồi. Hình như còn có giường nhà mình nữa thôi à. Với giường nhà một thằng nữa kìa. Đâu? Blue. Hết rồi ba. Blue kìa. Blue. Blue hả? À ơi. No. Rồi hai thằng nó cứ ở trong đó luôn làm cái gì hết trơn à. Chị đi đường em qua. Chị đi qua nhà nó. Blue nhà nó xấu lắm. Kìa, một thằng Blue mới vô quánh Green rồi. Hứa cái tiên ti đó chơi người ta. Còn một thằng. Chạy vô tôi ăn thôi liền. Ê từ từ cho tôi qua với mèo. Còn có thằng Green nè, chạy vô nhà nó ăn thôi. Thôi vậy tôi qua bên nhà Red cái đã. Qua thôi đi, Green này mất dạy đó. Ủa sao không có đặt lock được ở trong cái nhà của mình ta? Red nó vô nhà mình. Red nó vô nhà mình. Từ từ. Ôi ôi. Hay thiệt. Tôi quánh nó giặt vô nhà nó. Ôi. Green nó chém. Rồi đỡ nhà mình tiếng thật ơi. Thấy rồi. Cảm ơn không có chạy nha. Đi lớp yêu bậc bậc cả tim mặt cười. Khốn, khốn nạn cái gì vậy? Ở trời. Dừng qua luôn kìa. Dừng qua qua tới luôn á, nó dưới chân á. Rồi đánh rồi là chị Bình Đa. Ui, rồi xong nó chết rồi. Ủa, ai quánh nó hoài vậy? Ui, thằng xanh. Ui, tao. Tôi không biết nó quánh tôi luôn á mèo. Ồ mày. Rồi nó chết luôn, nó chết luôn rồi. Không, nó rớt xuống cái nó phá đi là cháp á. Gì tiếng Ngọc, em nói gì? Ủa, anh ghét nó banh giường rồi, tưởng là phải đi qua giường nhà nó nè. Là anh chết mày bán giường không? Mày bán giường chúng nó không? Đâu, đâu mà em không hút em. Để anh nâng cấp lại là cháp cái đã mọi người. Ê, còn bà Lu. Rồi, còn bên nhà nó còn giường luôn. Rồi, bà Lu nó... Quá mút nó luôn chị Bình Đa ơi. Tụi chị, bà Lu. Mày, nó mặc giác cương rồi đó. Chị luôn, có để chị luôn hả? Bực mình ghê luôn á, sao trong nhà mình đặt lót không được á. Cái mát này ngộ vậy. Nhà mình đặt lót không được, sao mình đi? Nó đang suy nghĩ gì vậy? Thì dĩ nhiên là vậy rồi. Hiểu không? Ê, tụi ngọc bà có hàng. Ê, nó đang qua nhà mình. Ai vậy? Ai qua? Lu. Ok. Lu đâu? Thấy rồi, thấy rồi. Thấy chưa? Cảm ơn tụi ngọc nha. Rồi, đang rồi. Đó, nó lết vô rồi kìa. Giường cho mày có điều chưa biết. Ê, ui, thôi, con Lu này dạo vậy? Ui. Cái gì nó bắn mèo à, mèo? Mày, khỏe nhà không tiến công ơi. Chết rồi. Kệ luôn, dứt luôn. Rồi, lâu con ba hàng à, không sao hết á, không sao hết á. Tôi qua nhà nó nè mèo ơi. Tôi đang qua nhà nó nè. Nhà nó banh mà. Yeah. Khốn nạn. Rồi luôn, nó ăn tấu vàng luôn rồi. Rồi luôn chém. Con hàng nó té cho kìa mèo ơi. Tôi quấn với hàng giáp kim cương nè, tôi đang quấn với hàng giáp kim cương nè. Tấu vàng luôn rồi. Rồi mới dính rồi. Mày chết mày nè. Chết mày nè. Mày trời, thôi tôi quấn chết giáp kim cương rồi, tôi té giật. Bốn mới rồi. Tôi chết rồi, nó còn thằng cuối đó, nó còn đó. Rồi mèo giết nó luôn rồi. Ủa thắng rồi hả? Ừ thắng rồi đó. Mèo hay quá. Mèo hay mà. Ủa sao mà mèo đánh nó sao nó văng dữ vậy mèo? Tôi thấy mèo chặt nó bay được luôn á. Lát tôi chà hết mất mèo lên ơi.
tôi chà chết thằng mà mặt giáp. Tôi tưởng nó là tôi chết rồi, không phải, tôi tưởng tôi chết rồi. Rồi xong tôi té giật luôn. Tôi dí nó đi qua bên cái chỗ lấy kim cương xong. Anh em hút được nhiều bạn đó, thiệt là cảm ơn mọi người. Tôi thấy nó ăn táo vàng vô tật, tôi nghĩ nó bụng chắc tôi chết rồi, tại tôi cầm kim gỗ, nó cầm kim đá. Ê, lâu quá rồi, tôi chơi mu đời mèo ơi. Đúng rồi, chơi mu đời. Hãy mu đời đi mèo. Chị làm hay quá. Mu đời đi. Ủa chị làm gì hay em, nó quánh chị chết lên chết xuống, chị có làm gì đâu. Ủa giá, chị vô lộn bét quơ hoài vậy. Tại vì cái tay đâu rồi. Thôi đi mua đơ đi bà con. Ủa mua đơ là hình gì rồi, tôi quên luôn rồi đó. Đi cung. Nè nè đi cung. Hồi okay, nãy giờ em không đơ. Nghe tiếng của chị Banda. Chị Banda bị bệnh, bà không nói được với em. Bà chỉ vô đi giữ giường thôi, bà hết nói chuyện được rồi. Ba chị em hết pin rồi. Trời ơi em sạc pin đi, mà hồi chị còn lấy pin đến Nololai nữa đó. Ê double hay là chơi bản bình thường double đi cho hai người đi. Một hồi chị còn livestream trên Nololai nữa, mọi sạc người sạc pin điện thoại đi. Bạn nào bỏ livestream trên YouTube của mèo cũng được đó, nhưng mà hãy sạc pin và chờ livestream trên Nononolai. Mấy bạn có thể lên Nononolai xem livestream của Đức Hoàng Anh đi là sao skin kìa. Thằng nào hồi nào ăn cắp skin của anh. Sao lưng anh, sao lưng kìa. Mình bắn nó trước. Rồi xong rồi, tôi có cung rồi. Có cung mình bắn nó trước, ok. Tao có cung này, tao bắn. Tiểu Ngọc có cung này, có kiếm em. Cung nè, nè. Đúng rồi, tụi Ngọc. Em ở đâu Tiểu ơi? Em ở đâu? Tiểu Ngọc chạy đi Tiểu Ngọc. Em phải Tiểu Ngọc không? Không phải, quên, Tiểu Ngọc phải thằng này. Ok, Tiểu Ngọc. Em đâu Tiểu Ngọc? Chị Banda đi với em. Em hả? Em đi. Rồi mình sẽ đi tìm mua đời Tiểu Ngọc, hai đứa mình sẽ. Cảm ơn bạn không tự đập chai đã đông tiếp cho nha. Ủa tình cảm là tình cảm pha anh với lại đại đồ. Anh Út ơi, anh có muốn làm tình địch với em không? Mèo. Màu đen đó, màu đen thùi đi mèo. Nè, Tiểu Ngọc. Màu cám nó có quyền kiếm ra đồ màu đen. Thằng này quá à. Thằng này nè. Nó nè, nó đó. Cái thằng người que đúng không? Cái thằng cánh ngắt đó. Rồi Tiểu Ngọc ơi, thằng người que Tiểu Ngọc ơi. Người que Tiểu Ngọc. Tết chết đi trời ơi. Em nhìn người que là em biết nó liền à. Nó vẽ kiểu như có cái que không vậy Tiểu Ngọc. Rồi với thằng này màu đen đó. Đầu cứ chim cái bé thốt nữa. Nào đầu cứ đây. Đừng có sử dụng cái từ đó được không? Chim nữa nè. Từ từ Tiểu Ngọc đi anh Tiểu Ngọc. Nó đâu đây nè Tiểu Ngọc ơi. Nó bắn nó tọt chết quá nè. Nó bắn cái skin này chết luôn kìa. Tao cứ chim à. Ở đây nó Tiểu Ngọc sao lưng kìa. Sao lưng kìa. Chạy lại đi Tiểu Ngọc. Rồi luôn chết. Ủa nó người bé hả? Mày ui nó dí tôi. Ai? Ai? Từ từ. Tôi không thấy được ông nữa. Rồi Tiểu Ngọc chết. Tôi bắn đại chết nó luôn. Bắn chết luôn hả? Tiểu Ngọc với tôi và bà tay gom chung chỗ chết nhau luôn, có giả màn. Chém chết Tiểu Ngọc luôn á, tiền ấy. Em sạch nick reset cho ra, để tôi ra tôi sạch nick reset cho ra. Good game. Mèo để nick đừng sạch nick reset. Không có người bắt mèo á. Mèo đó nó bắt mèo á, mèo ơi, đừng có nick reset. Ủa, vậy ông đâu? Tôi nè, tôi đang ở đây nè. Ông là thằng nào? Tôi là cái hàng tưng tưng đang nhảy nè, tôi là tôi nè. Sao phạm, đây là lần đầu tiên em đâu đó chị. Mèo được đôn thành đã dời. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh nào có băng bì với mèo à? Sao hả? Mèo tuổi gì sao với anh? Mèo mốt mèo cắt tóc nha mèo ơi. Tóc mèo dài bay dính tay tôi nè. Để cha tôi. Tay dính nãy giờ nhột nhột không biết cái gì quay lại thấy quần tóc. Em không biết anh Hút đang livestream ở đâu vậy chị? Nononolai. Anh Hút livestream ở Nononolai còn chị đang livestream ở Nononolai sao ta? Nononolai. Hút gì cánh? Mèo bị tao chém chết rồi kìa mèo. Đây là ba tí thời gian em mau ba chị kết bạn Facebook với em. À trời ơi, rồi, nó nhỏ gái, nhỏ gái á, nó giá cây kiếm nó chạm vòng luôn mèo. Em rồi luôn, chém em luôn rồi. Mèo muốn biết á ai chém mèo á, mèo nhấn F5 lên mèo. Là mèo thấy liền cái người chém mèo liền à. Đâu? Không. Lúc mà tao vừa chém mèo xong á, mèo khờ quá vậy. Con nhỏ mà nó nó đang phóng nè, nó phóng kiếm dèo luôn nè. Rồi, chết người luôn. Rồi chết luôn. Bắt ngầu nè chết luôn nè nha. Chết luôn nè. Rồi nó tha chồng này các bạn ơi. Cảm ơn nha nhiều nha. Chị Banda bả chưa có khỏe mẹ em ơi. Chị Banda ăn ngu đời. Dạ, Banda bả ngồi đi được thôi chứ rồi nó lấy kiếm nó đỡ cung mấy bạn ơi. Chết. Comment của em bởi vì tại hồi nãy chưa có đọc được. I will die. Cái gì mà I will die? Là vô will die. Em chết chưa? Tiểu Ngọc em phải là kẻ giết người không vậy Tiểu Ngọc? Em chết rồi. Một tí khát nước nhẹ mèo. Đây là một cái đá bụng nhẹ. Em chạy theo lưng anh Hút đó thì chết luôn. Ok được rồi. Nè, chết. Xíu nữa chị sẽ xem lại những cái tin nhắn mọi người gửi cho chị. Chết ngắt luôn. Chết nè. Ủa này nó mua đời bạn ơi. Nó nhỏ này nó không có chém này được. Cái thằng này. Ủa Hút em chết rồi Hút. Chết rồi, tôi bị nhỏ này nó bay vô chặt tôi. Nguyên bày mình chết hết rồi đó. Tưởng nào em còn sống không? Chết luôn rồi. Chết rồi, qua màn mới. Tự nhiên coi nó hoài vậy ta. Chết rồi, nói vậy. Anh nói rồi mà. Hút sao vậy gì vậy? Em coi rễ vậy đâu. Cái này là mọi người mới xem mà. Anh ơi, em không có tiền. Em xin lỗi. Ủa? Bạn nào không có tiền xem livestream
vẫn được tính. Anh đâu có cần phải don nhiều đâu em. Em có lầm thì don, còn không có lầm thì cứ tiếp tục xem livestream, anh vẫn vui mà. Mấy bạn thật ra là anh cần mọi người xem livestream nhiều hơn don. Xem livestream với xem livestream. Đúng rồi, anh cần hai cái đó thôi. Đặc biệt là thả like nữa. Xem video là phải nhấn like mọi người. Đúng rồi. Cả chỗ này là có một cái chỗ núp được cái thằng ngu đời. Thử thử gỗ sắc kỳ vậy ta. Ê, có ai trên này với tôi không? Không nhảy ra được. Ai trên này với tôi không? Tôi đang hết hồn. Ê, phải có cái chỗ nào an toàn tôi đúng không? Tôi đang ở trên lầu nè, có ai ở trên này với tôi không? Không, chỗ này an toàn nè. Mình phải chốt mình ở đây an toàn rồi. Anh đã chốt được ngu đời rồi. Cách xe sao anh? Thì em ui. Thằng này nó đá stream này hay sao ta? Cái thằng màu vàng vàng này. Cảm ơn bạn Mai Cần nha. Cái nó kiểu vàng vàng. Anh có thể kết bạn FB với Underc chích vào link fb.mhs2.gạch chéo www.facebook.com/bacongvnyt. Có mấy khi nào mà mấy em cần hãy là chat ít lại thôi không em? Thì vàng nó ăn này không chị mèo? Ôi, ở đây có hôm nào ngồi ngoài này nè mèo. Nó chết rồi, bỏ đi. Có này ngồi thì chán chán làm nào vậy? Trời ơi, giết hoài kìa. Sao có đường ra mấy chỗ này? Đây thằng đỏ nè, mà đỏ. Ok, hay rồi, chết cha. Từ từ, còn chém chân ngắt luôn. Cái cung ai vậy đó? Ôi mẹ. Rồi, chết mèo luôn rồi. Ủa, tôi còn sống. Mèo đâu, tôi thấy mèo. Mèo nè, đây là mèo. Tôi gặp, em nói thằng đó thì tôi gặp. Nè, mèo nữa bạn. Cái thằng mà... Đâu rồi. Rồi, để tôi nhìn tôi biết nó nè. Đó, mèo nó đang chạy lên á. Thằng cái đầu đấy hả? Không biết nữa. Thằng nào? Ừ. Thôi. Nãy tôi nhớ là thằng đó thì phải. Ôi thằng này có cung giống tôi. Ê, con chừng nó có cung mà nó bù đỡ. Thằng vàng vàng này nè. Đâu? Vàng vàng này nè. Ba ơi, cái đầu đó là cái con sờ le, chắc tôi chết. Ê, tại vì thằng màu đỏ, thằng màu đỏ này mèo. Ôi, là đứa nào? Đỏ nè. Okay. Mèo khoan nha, khoan đừng bắn nha mèo. Nó né được á. Mèo có một mũi tên. Còn có mình đó. Chị có thể các bạn Facebook với em được không? Ok, được rồi, một hồi nữa. Rồi thằng màu đỏ nó ban đi đâu mất tiêu rồi, nó lên nè. Nó lên kiếm chuyện với ta, nó chém nè. Gạt cái mèo. Ôi đời, xong mà chị mới có thể là... Mèo nó đang qua mèo ơi. Nó qua cái cầu á, nó nhảy qua cái cầu rồi quay lên sau lưng bắn á. Bắn á. Mày. Thôi chết mèo. Tội nghiệp luôn. Rồi còn thằng Slam này nó đang chạy điên rồi. Rồi tội nghiệp cục Slam quá. Lại nó bắt vô cục Slam này. Ôi quá. Trời ơi, cục này nó may mắn này. Tuyệt vời quá em ơi. Đói bụng quá, tao thấy ướt cho phòng có kiểu bánh tráng. Nãy lúc mà hả, trước khi stream em fan cứng của chị đây. Trời ơi, cảm ơn anh nha Kiều Phạm. Chứ trong phòng mình phải có đồ ăn vặt mèo ơi. Tôi phải nghĩ là trong phòng chị mình ơi, á, là cần đầu tư một cái tủ lạnh. Trung hôn chị hết quà gì hả ta? Quà gì bánh trung hôn hai trứng. Gì vậy? Bánh trung thu ăn nhiều lắm rồi. Bánh trung thu á là anh nói cho em biết nè, trước Tết trung thu là anh với mèo lật đặt cho lo chạy đi kiếm bánh trung thu ăn rồi đó. Ừ, ăn cho toàn má. Đầu tháng 8 thôi lo. Đầu tháng 8 rồi đó. Chị đầu tháng 7 rồi chứ, đầu tháng 7 thôi là tụi chị đi lật đặt đi kiếm bánh trung thu dồn. Đây trốn mà được. Thằng nào mình cũng sẽ chết thôi mấy bạn ơi. Đi. Nhưng mà mình sẽ không thể nào chết được, mình phải sống. Đúng rồi. Chị nghĩ là tiền tâm đi mấy bạn, tặng bằng cái tấm lòng của bạn thì mẹ sẽ thích hơn. Mấy bạn viết mình không có biết đòi hỏi là em rất yêu quý anh chị từ nhỏ tới lớn, em luôn luôn xem clip và nhấn like đều đều đó, không phải ý nghĩa không? Em sẽ share like. Ê mèo, tưởng tượng là nhận được 3 triệu lá thư với cùng một nội dung. Lúc đó tôi biết mình dùng hình đền bù. Tôi sẽ dùng 3 triệu lá thư để gấp thành một cái lồng đèn trung thu khổng lồ. Wow. Ê đừng có tặng thiệt nha. Không biết được đâu, mò luôn á. Anh não lắm á. Ôi trời. Từ nãy giờ tôi nghe tiếng chặt tè le luôn nè, có người mới chết đây nè. Rồi tôi thấy mu đời rồi. Rồi mu đời nè mèo ơi, nó bằng mu đời màu đen. Nó có cái mặt màu hồng ở sau lưng. Nè tôi cho mèo con mu đời nè. Nè thằng màu đen này nè. Rồi nó ngồi luôn. Chém rồi. Chị Bada mu đời màu đen nha chị Bada. Thằng trên lầu á. Rồi chặn ta luôn. Thằng mũ đồ thứ hai bận mũ đồ màu hồng, nó là bộ đồ màu hồng kiểu bảy màu á, hồng Guardian á. Kìa bên đây em nè. Rồi nó chém ta nè. Rồi nó phóng lá rồi nó cầm cọng lông nó đâm người ta. Đồ đáng ghét. Thằng bằng đen, thằng bằng hồng. Ừ, thằng hồng xanh với thằng đen. Thằng hồng xanh với thằng đen. Khác thường. Black Bin ở trên đầu mèo á. Chị bên đây đâu rồi? Nè, đâu rồi? Rồi nó chém ta trên đó tà le luôn. Nó ở trên lầu á. Mèo đâu rồi? Nè. Ê chị Bada. Ê đâu đó. Ôi mèo hay quá vậy. Tụi bạn. Con. Tụi bạn phải nói. Cái
cái con bà đang học. Cái con này nãy nó mới tập chịu á. Rồi rồi chị nói vậy là được rồi, chị bên đây để tôi coi cái con nó đâu cho mẹ. Chết rồi. Tôi coi con đen đen nó đâu cho. Trời ơi. Nó kìa. Anh đâu? Mẹ có cung không? Không, hết cung rồi. Mẹ đâu vậy? Tôi đã chạy, tôi đã chạy. Nó không dí. Ủa cảm ơn không tự được trai nha trời ơi. Đây là trong cái phần comment này nè, nhờ player Doom mà em có thể chat được với anh chị MV của T mũ T. Anh cũng đọc được mà, nãy giờ anh đọc nhiều comment lắm mà tại vì anh đang tập trung anh chơi á, cái kiểu anh đọc không được thôi. Ủa mèo đâu rồi? Mới đây rồi, đây mèo đây. Làm cái cung mà. Có cung chưa? Có rồi. Ok. Rồi để tôi. Mấy bạn ở đây đừng tưởng là anh không đọc nha, anh đọc hết á. Anh mới chơi vừa liếc. Giết nó mèo, nó chạy kìa. Nó phóng kiếm mèo ơi. Từ từ. Bắn. Mày hút coi chết. Chạy xuống lầu. Ơi nó không kịp. Quay lại bắn nó mèo quay lại. Bắn. Tội nghiệp mèo quá đi à. Thì à. Chat bằng comment đúng rồi mấy em ơi. Anh đẹp trai quá, cảm ơn em nha. Em chỉ ngồi xem và có thể tự kiếm tiền để đơn cho chị luôn rồi. Ôi cảm ơn Su nhiều. Ôi bạn đó là sinh viên đại học đó mèo ơi. Su hả? Ừ. Ôi lúc ở Đà Nẵng á. Vậy tính ra là em là fan chị lâu lắm luôn rồi á Su. Đúng không? Ở Đà Nẵng á. Tính ra là ông fan tôi lâu lắm luôn. Ông nói là lúc trước tôi dream chị có thể ngồi xem bây giờ. Ông tìm được việc làm và ông đã có tiền để đơn cho tôi luôn. Vậy tính ra là bạn này là nghĩ là tốt. Ôi đúng. Mèo nè đi theo tôi mèo. Ấy có người chết đó mèo, thằng Goku là kẻ giết người. Chạy đi. Goku kè nó tới kìa mèo, chạy đi. Rồi xong. Rồi gạo Tiểu Ngọc chạy đi, Tiểu Ngọc chị bên đây chạy đi, chị bên đây bạn kia với người ngay đó luôn. Rồi xong. Em đỡ cho chị với Tiểu Ngọc luôn á. Chết chưa? Em chết rồi. Chị đang đọc câu. Rồi chết rồi. Rồi, thấy chưa? Em kêu mọi người chạy đi mà không một ai lắng nghe. Rồi đang đọc cái tôi bà hát. Ôi, cái mất nết. Chết Tiểu Ngọc chưa Tiểu Ngọc? Chết đi Tiểu Ngọc ơi, quá chuyện khác Tiểu Ngọc. Chết chết chưa? Em nghe xong tử đẹp trai ơi, chị không có kịp làm gì luôn á. Chị đang đọc cái comment của em, chị chưa đọc xong. Nói rồi, tôi đã nói rồi, tôi la làng lên kẻ giết người tới kìa. Chị chơi ghê quá, em không chơi nữa đâu chị. Ủa gì kỳ vậy? Gì chất quớt vậy? Còn bạn nào coi video mới của anh chưa? Mấy bạn đi học chưa? Mấy bạn chưa em thấy được truyền thuyết của ngôi trường của mình chưa? Chưa hả? Chưa. Con Tử Ngọc nó hết học mà nó mất dạy mà. Gì nói kỳ mèo. Thì đúng rồi, mấy người không được dạy thì gọi là mất dạy hiểu không? Không, lẽ tới giờ là tôi là mất dạy luôn tại vì tôi hết được học rồi. Tôi tàn kinh nghiệm rồi. Thấy tôi không? Không thì mình không có được dạy nữa là ủa là mình đã mất dạy rồi đó. Các bạn tự nhiên vô dẫn tôi vô phòng xong đóng cửa lại. Còn mà trên đô lai thấy khó. Cái gì em? Lên đây giúp. Gì vậy hết gì vậy? Tự nhiên các bạn này vô gì phòng xong đóng cửa lại. Đi đóng cửa đi. Ủa. Cái gì nó tiêu chết rồi. Rồi xong no. Cái thằng đó nó ban lại tôi như một cái cách đúng rồi luôn. Cái thằng này. Không, cái thằng kẻ giết người á, nó là cái thằng bảy màu á mèo. Kè kè đó. Hai thằng đó luôn á mèo, hai thằng luôn á. Nó là hai thằng đó đều là kẻ giết người luôn mèo. Cầm cái cung nó bổ người ta. Chạy. Nhảy ra cửa sổ. Không ra cửa sổ. Bắt cua mèo. Bắt cua chết. Bắt cua lên luôn. Bắt cua đi đâu vậy? Chỉ là rồi xong nó. Ô sao có cây cung không bắn mình rồi. Sao tôi có cây cung vậy? Trời ơi. Ô tôi có cây cung luôn hả? Có cây cung không bắn. Kẻ giết người đó rượt. Ô tôi là detective hả? Ủa sao tôi ngu vậy ta? Ủa tôi là detective mà. Ờ giờ tôi mới nhớ tôi là detective. Hay à. Rồi luôn, kém luôn rồi. Rồi chết chị Bada, chết tôi ngọt rồi chơi qua trận khác nè. Ôi giờ tôi mới nhớ tôi là detective luôn á. Điên. Sao tôi có nghĩ tôi là dân thường không vậy? Nghĩ sao mình cầm cái cung mà gặp tao không bắn. Nhiều khi ngồi tôi là vô đơ tôi cũng không biết luôn. Mấy bạn hãy giờ khổ chưa mấy bạn. Em biết cách, không biết cách đâu. Mấy bạn lên Google bạn gõ playerdouble.com/redhoodvn. Mèo không phải là mù đờ đâu nghe mèo. Nè. Roblox thì chị không có chơi được em ơi, tại vì cấu hình của nó làm chị nhức mắt quá à. Mèo. Chị chơi Roblox một hồi là chị nhức mắt. Mèo. Chị Hà chị chơi. Mèo. Đang đỡ vô chế mình nè. Ơi. Ủa mẹ trúng luôn á. Bát nó nè. Trúng gì mà trúng đi. Chết. Mẹ, tôi đứng đây tôi giữ cái này nè mèo. Cái khác lại bắn luôn nè. Mèo. Bước tới một bước nè. Mèo có thằng ở đây nè mèo, tôi đang giữ chân nữa nè mèo. Quánh lại cho cũ mèo. Quánh lại cho cũ nhanh lên. Thằng này nó thấy tôi. Từ từ. Kệ quánh lại cho cũ. Rồi luôn rồi tôi. Trời ơi. Ê cái con cây bắn á. Tôi tức. Rồi có người lượm được cây cung rồi nghe. Mèo chuẩn bị đi về á. Tôi nói rồi á. Nãy giờ tôi bảo vệ cây cung cho mèo á. Cái con cây bắn nó hút
rồi nè, thấy không, thấy không, mình cái bánh cái đầu hường hường là nó đó. Ok, cái mình cái bánh cái đầu hường hường, cái mình cái bánh cái đầu hường hường á, cái mình cái bánh cái đầu hường hường nó đâu. Hay quá vậy mèo, hay quá vậy mèo, chặt tôi luôn hả mèo, tôi công nhận là tôi cứu mèo luôn á. Ôi còn ai lép, còn ai lép cái đầu rồi, của luôn rồi. Ôi, giỏi lắm rồi. Em giỏi quá đúng không? Ủa gì vậy? Sao không để coi? Để coi vậy nguyên bài chết sạch rồi coi ai nữa, coi mèo chết rồi. Ông cái lớp này nó kêu hoài vậy. Tào lao, tôi đang đứng đó, tôi đang đi kiếm. Tôi hỏi mèo đâu? Mấy ngày đầu mới làm YouTube cơ hả chị, thương sắp xong thành hình cái luôn. Ôi, mèo sướng quá vậy. Ôi, đọc xong nghe não nề luôn á. Rồi được rồi, ai não nề là tôi chém rồi đó. Chị để em luôn á, từ một người xem livestream của chị xong mà bây giờ em đã kiếm được cái lời đó. Em fan anh đúng không? Em fan anh đúng không? Đúng rồi. Đúng. Nghe chưa nè, nghe nè, fan tôi là con gái. Từ khi tôi bắt đầu làm YouTube là bạn nó cũng bắt đầu coi tôi, sau đó những ngày bạn nó coi, bạn nó ngồi coi stream của tôi. Sau đó bây giờ bạn nó đã có thể đi tìm được việc làm, đã có việc làm thì đã có tiền luôn rồi, thấy ghê chưa? Người nào em có con là thông báo cho anh luôn, anh chúc mừng. Thì fan tôi ghê chưa, ghê chưa? Đồ, em cũng là con gái, ý lộn, em cũng là con trai mà. Em cũng chỉ là con gái. Ê, mèo. Rồi, cái thằng tên là Alex đó mèo, thằng Alex nó là cái mua đồ đó mèo. Alex tôi nói với mẹ biết vậy thôi. Ngọc, em sắp sát cho chị làm gì Tương Ngọc? Bởi có ý đồ gì xấu xa với chị hả Tương Ngọc? Nè Alex này nó chém, chém ta, nó chém ta, nó chém ta nè. Ôi anh Tương Ngọc kẹp. Ôi đất, ôi. Ồ. Ồ. Em là fan của chị Panda. Em chết chưa? Bà con VN hả? Hình như tôi đang cảm giác như cái bà con VN này bà đang đâu đứa nào chị sắp có cung rồi chị sẽ hốt xác nó. Sao luôn chị, sao luôn chị, sao luôn chị. Rồi sao mà chị sắp có cung rồi chị sắp hốt xác nó rồi và chị sắp chết luôn. Mà em nói sao lưng chị mà nãy giờ nó hốt xác chị rồi. Ôi em nói sao chị không có tiếng ngạc. Lét à, lét à, lét à, lét nói. Ơ lét lét chị chị. Lét 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 lét. Rồi chị mình đã chết rồi. Let's go. Bà anh hút chị mèo, ok. À, nãy em chết chưa hết câu đúng không? Ê, tụi mèo Alex tới kìa, tụi mèo chạy đi tụi mèo. Anh đỡ cho, anh đỡ cho rồi, xong rồi, anh đỡ rồi, anh đỡ không được luôn tụi mèo ơi. Ôm là đi tiếp tiêu cái gì, ôm là mua đơ hả? Ừ, tôi ráng tôi đỡ cho tụi Ngọc cho nó chém trúng người tôi á, mà tụi Ngọc á. Ôi, thương gớm. Không, không có kêu, không có né được. Thì tập mấy này đi, đập to, em bắt nhục chưa? Nhục chưa? Nhục chưa, nhục chưa? Nhục chưa, có đi. Không có gì phải nhục với mèo. Mấy này từ từ nó cũng chết với đôi bàn tay của tôi rồi. Đôi bàn tay lung linh dùng để chém tụi bay. Con lặn đó ngay góc cây. Ủa rồi rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Gớm nhỉ. Mày lấy mũi tên của tao luôn á Alex. Alex. Còn ba người. Ba người kiếm giùm tụi bay. Một người trong toilet nè, trong nhà vệ sinh nè. Nhà vệ sinh ở đâu? Nè. Nhà vệ sinh ở đâu chứ tự nhiên. Ủa, nhà vệ sinh ở đâu rồi ta? Không biết. Ủa anh ở đây ngoài phải đúng rồi, phải đường nào vô cái toilet vậy ta? Thôi bên đây bên đây bên đây bên đây bên đây bên đây nhà xin bên đây nè. Alex vô nhà xin kìa, kìa nhà xin á. Rồi đây 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 đây. À đây nè, ngoài sảnh đây nè, ngoài sảnh này. Đâu, nhờ cho tôi nhìn cái sảnh đó. Nè. Hút, đi đi bên trái, hút đi trái. Ờ đó, đi thẳng vô. Thấy sảnh này không? Rồi trốn vô. Nghe 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 nghe. Ê, dĩ nó, dĩ nó. Ê. Dĩ nó, ừ. Ê, dĩ cái đứng lại mày. Ê, bóng lẻo cái đứng lại. Rồi, trời ơi, hai đứa mà làm ăn xong rồi, chết chưa? Anh hút rồi. Nhì. Còn rồi. Đứa cuối cùng ở đâu? Đây. Anh thấy chỗ anh lấy đâu? Cái này ở trên lầu. Ở trên lầu hả ta? Ờ, thấy, bê. Nè, nè, ngay gốc cây, ngay gốc cây lớn nè, ra gốc cây lớn đi. Ok, ra đó gốc cây lớn. Gốc cây bàn là nơi em nằm xuống. Để em hút bên này, bên này, bên này, bên này. Ủa, đâu rồi? Nó chết luôn rồi, bị Alex thử rồi. Rồi, xong rồi. Alex này kiểu như xài phần mềm nhìn thấy người ta hay sao á. Mình nhìn xuyên tường á. Xe lên cho giúp mẹ mọi người, để thú đang tim ở nơi đây nha mọi người. Ôi em ơi, anh đâu có bàn tay được đâu em. Tim full rồi. Chị mèo chết rồi hả? Đúng rồi, chị mèo chết rồi. Chị mèo bị người ta lột ra. Chị mèo đã bị lột một cách đau đớn. Em rất lột cái thật, thật già lột quá. Em mỗi lần em nói cái món gì ra là anh thèm món đó, em mất thôi. Chị đọc xong rồi chị cũng sặc luôn á. Sorry vì đã hiểu sai cái tên của em. Su su là okay, sao? Chị cảm ơn em hả? Chị cảm ơn em gì đó. Bạn đó là anh trai đúng không? Không phải, cái bạn chết cha tôi quên cái liên. Bạn chết cha. Không phải, không phải. Cái bạn chết cha. Cái bạn đó mới dạy hết ý nghĩa. Mới dạy hết ý nghĩa cái tên của bạn đó mà tôi não cá vàng quá, tôi lại quên mất tiêu ý nghĩa tên của bạn đó nữa rồi. Vậy bạn đó ý nghĩa tên là gì? Nó tức là không phải là bà con VN, là nãy tôi thấy chữ Bacon. Trời ơi trời, tên ta bằng tiếng Anh nó nghe nó sang gì đâu á. Chuyện bà con.
cái thằng nhiều màu mới giết chị. Thấy nè, chị Banana nó chết với em à. Ừ đúng rồi, hay quá, trời ơi. Ê. Dạ em giỏi không? Giỏi. Nhiều màu. Thằng nhiều màu bị tôi bắn rồi. Mèo chị mèo ơi, chị mèo ơi. Ủa sao mèo được đâu nhiều thích vậy? Em đóng cửa rồi, chỉ còn chừng này thôi, khi nào chị đi Đà Nẵng em ở đây. Ôi, cảm ơn chị nghe Xu Xu ơi. Mèo có hình như là chị sắp được đi Đà Nẵng rồi. Ủa, qua ai nhắn tin cho mèo vậy? Nào khai vậy? Là sao không hiểu? Qua tôi nói là tôi sẽ đi Đà Nẵng một mình. Ủa có hả? Có mà ai thông báo cho mày biết hả? Tao có, tôi chị Banana bằng vậy sẽ đi Đà Nẵng riêng chơi mà. À, vậy mình đi riêng nha, đi ha. Ờ đúng rồi, mình đi riêng. À, đi chơi chung bày ha. Lúc em chị Banana đi cũng đi luôn chị Banana ha. Ok, vậy là cho khỏe bạn ơi. Đi riêng đi. Banana nó chơi chung. Không có em ra đi chơi chung em hết rồi. Không có đủ thừa. Ok, mèo. Ok. Mèo ơi. Dạ tôi đang phân vân nhiều. Sao lưng chị chơi lưng chị mèo chơi đi. Lưng chị mèo chơi lưng chị mèo. Sao mình đi chị Banana ơi? Trời ơi, nó chết rồi á, viên chết quốc vậy. Ai bắn rồi, ai bắn rồi. Cách nào rồi, ai giết nó vậy. Ủa cái gì mà nổ binh sát cái vậy. Trời, anh té nữa tiếp luôn á. Ai bắn vậy? Thì tiếp á. Đẹp lên thuyền quá bạn ơi. Trời ơi, ông nội đó. Lâu quá nhớ cái thuyền của mình quá Thủy Ngọc ơi. Nhớ cái xịn tờ cướp biển xong. Của mình quá vậy. Em không chia sẻ được chị ơi. Ủa sao bắt đi, bắt đi anh là sao? Bắt là sao anh không hiểu. Em ở Đà Nẵng nè. Ok. Chào em nha cà rốt. Chị sắp chơi đi Đà Nẵng rồi, khi nào thì thay vì thời gian rảnh, thay vì anh chơi thì hãy dành thời gian đó đọc comment của một vài bạn fan. Hãy gửi thông điệp cái gì vậy? Hãy gửi thông điệp này đến chị mèo. Ok em. Nè thật ra là bé sói ơi. Anh em biết không, anh là một con người có thể là đa năng em. Là anh vừa chơi game mà anh vừa đọc được comment của mọi người á. Em nghĩ đi, nếu mà anh không đọc comment của mọi người thì làm sao anh thấy được comment của em hiểu không? Trời ơi, chị bắn tim bồi hồn cho em chứ giờ chị quên mất thiếu ý nghĩa tên của em rồi. Anh lên anh chém mày cái. Sorry em nhiều. Rồi cái mày chết thì đi chơi con gái cái ơi. Chị nó cá vàng lắm hay gì em nói. Bây giờ ít, anh đứng ở đây nè. Anh là đại bàng khu này nè, rồi để anh đọc comment đây. Bạn nào muốn comment thì anh đọc tên đi Phương Nghi rồi ghét. Anh đọc tên đi Phương rồi. Sinh tồn trên biển. Ok, sinh tồn trên biển. Ok, giờ là chị nhớ đúng một cái là em là bôi thằng. Hello. Hello, hôm nay phải tôi chém luôn nha. Mày chém nè. Ôi, hôm nay là tôi có con gái đâu. Đâu, Su Su là con gái. Còn bạn nè, bạn ơi, chết. Rồi, có thằng mới thấy tôi nè. Còn bạn Bacon, đúng rồi, Bacon. Ê, mẹo hả mẹo. Kêu theo ông mà chắc là con gái tôi chị. Tôi đó ba. Bacon mới là con trai thằng. Chắc là con gái chị. Ê, chị chắc mà bạn đó nói vậy mà. Chị tin bạn đó. Là để chém cho lại ơi. Rồi chém ơi, lại đây chém cho lại ơi. Tôi đứng ngay cái thang máy này, ai lên cái tôi chém người đó mẹo. Chị Banana chị đây chị dạ. Lại đây chém cho lại ơi. Rồi xong chưa? Hết đứa này dám ngồi luôn á. Kìa ôi đứng dòm đi chứ, hay cho nội nhiều chuyện. Tôi á ba. Trời tiếc à. Tôi á. Trời ơi chết chưa. Trẻ có người lát à, kìa. Bắn trúng tim anh. Bắn trúng tim anh rồi. Ê, đứa nào? Tôi chém cũng được 5-6 người rồi đó. Bọn đứa nào? Bọn đứa nào? Mẹ để tôi đếm rồi, tôi đếm mấy mạng à. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mạng luôn. Ngọt sớt. Chết. Không biết, trong cái nhà này. Trong cái nhà này. Ủa vậy hả, nó chết hả? Không biết luôn, nhưng mà em nhớ. Ê, 1, cái thằng ba. Cái con nhỏ kia của Tiểu Ngọc á, Tiểu Ngọc. Ok, để Tiểu Ngọc em coi là Tiểu Ngọc chị xử với đứa nào. Chém được là 9 mạng luôn các bạn. Đúng luôn, kia nè. Đó, giờ nó đang ngồi trên cái... Rồi, bắn. Nó chết rồi, bắn đi. Các bạn bắn cái chèo, cái chèo. Nội đi bắn rồi. Bà nội đã bắn rồi. Hay quá. Nhạc hay quá chị ơi, thấy nhạc hay không? Đói bụng quá vậy. Chị có chơi TikTok không không? Chị không biết chơi TikTok luôn á. Anh nói là anh không thích TikTok. Cầm cái điện thoại là kẻ cái mặt rồi xong rồi nhảy nhảy. Rồi cái tóc đôn của chị bây giờ nó dài sồn sụt luôn kìa. Ủa sao cái tóc đôn của mẹ nó dài quá vậy? Tóc đôn của tôi gì có dọn dẹn bốn người à, sồn sụt nè. Tâm tử đẹp trai nè. Ê hả, cái thùng của anh nữa hả? Thomas xinh đâu vậy? Sao không thấy tóc đôn của anh ta? Thomas xinh công nhận nó không ở hàng nhanh luôn á. Thomas ở top 2 của tôi nè. Đảo vậy? Mà bạn Su Su này bên đây bạn có thả nhiều quá à. Không có ai lên nổi top 1 của bạn hết á. Ê mèo, giờ tôi có cách cho bạn ngồi bạn Su Su này á. Bạn nó rất top rồi nè. Biết cách nào mèo? Giờ tôi sẽ tạo một cái nick lon bạn tôi cho tôi don cho tôi. Xong cái tôi tự thắng, tôi tự giành top luôn. Ủa gì tào lao vậy, thôi nghỉ đúng rồi đóng cửa nè. Nè thằng này mua đơ nè. Thằng đó mua đơ đó. Mua đơ nè. Ê thằng màu trắng mua đơ đó. Ôi mua đơ đó. Mua đơ giết người. Mua đơ đó, ừ đúng rồi, đó là mua đơ đó. Ừ đúng rồi. Mèo sau lưng mèo, sau lưng mèo, sau lưng mèo. Mua đơ không đó. Ghê chưa? Ghê chưa? Nó mới giết chị luôn đó. Không kiếm nó mèo, không kiếm nó mèo, nó đang bơi kìa. Kìa nó đang bơi lên hiện kìa, nó đứng trên cái thuyền không kiếm nó mèo. Chết, ở đó chết, đó chết. Chết luôn hả? Trời ơi, khôn quá. Mua đơ là mua đơ đi. Mua đơ tới. Có hàng tới mèo ơi, có hàng tới. Nè nè mèo ơi, đây. Đây hàng kẹt cái cầu. Từ chém tè lè luôn. Học chém trúng ai luôn mèo.
Tính ra là tao chạy xa láng luôn, không dám chúng ai. Này, 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 có thằng dưới này, có thằng dưới này. Tôi đang đứng với tụi chị điểm đó nè. Đứng không? Không muốn đỡ xuống chạy đi hút, chạy đi. Đúng không? Đúng không? Em nhắm bắn anh đó hả? Cả là em nhắm đó, bắn mùa đơ đúng không? Bắn mùa đơ mà. Ủa, cái mùa đơ đó. Ủa, chết cha là nhắn vô. Mày đứng với em nha. Ok, dùng với em nha. Chị để cho em nó tiếng. Ok. Nhỏ này biết tôi. Ôi tôi không thì do chưa được mèo ơi. Đúng rồi, ơi, nó không thì do chưa được Tiểu Ngọc ơi. Ok, tôi coi rồi. Là cái bạn gì hồi nãy. Rồi chết cha chưa, tôi không có kịp coi, bạn nó nhắn nhủ gì tôi luôn. Mèo muốn coi bạn nhắn nhủ mèo lên player đu. Có à, cái okay. Cái comment nhắn nhủ cho nó luôn. Sao em chị không thấy được đấy, ngồi chị lên player đu gì hết. Ngồi lắc luôn rồi. Player đu. Hãy cứ lên player đu là mình thấy. Sẽ lên đó chị xem lời nhắn nhủ của em sao. Thôi mèo, ra bad word đi mèo. Tắt luôn rồi. Bad word đi mèo, chém đi mèo ơi. Sao Tiểu Ngọc em lát luôn hả Tiểu Ngọc? Chị chơi gì vậy? Lát suốt vậy ta. Làm miếng nước rồi anh. Mèo sướng quá à. Cái gì sướng? Mèo được mấy bạn đâu liên tục. Mèo được chia bởi YouTube. Mèo có một cái comment rộng trên màn hình. Mèo phải đọc được comment. Còn tôi á phải đọc bằng cái điện thoại. Thì sao? Làm tôi buồn. Điện thoại cũng đổi chỗ quá nhỉ. Chị mà cố lên. Trời ơi, anh Ran đang đọc comment của chị Mèo nè. Em cũng thích nghe nhạc. Nick Facebook của chị là gì vậy kìa mấy bạn hỏi kìa. Anh thích nghe chị hát. Chào, lô anh Red Hood, lô em. Anh thích nghe chị hát meo meo meo. Anh chơi Mudder đi. Thôi, giờ anh thích qua mặt bếp quơ lên anh chặt tụi nó em. Hello, chờ em nghe nghiêm đời. Skyward đi em. Chị em có biết gì không? Anh chơi Skyward là mắt ngu luôn, tại vì nó chém thôi. Tám Nguyễn, chụp tên rồi nhé. Có, anh ấm mới chơi Skyward Pro. Chị ơi, lâu rồi chị chưa làm gì bộ giáp siêu anh hùng. Ủa, bộ giáp siêu anh hùng anh hút làm nhiều lắm luôn á em. Ủa, hôm qua kênh anh coi trời. Kênh hút em làm nhiều lắm. Đúng vậy, anh hút làm rất là trend luôn á. Anh hút em còn nói là sắp ra Doctor Trend mà. Thôi Doctor Trend tôi đâu có viết ra được đâu mà tôi ra. Thấy cái mấy cái mod không? Cái mod đó. Gần đây có nhiều bạn hỏi mod của anh hút thì chị mèo ở đâu ra mà sao nó đẹp quá vậy? Sao mà giờ quá vậy? Thì có một bạn qua đó vô comment bảo là anh hút mua đó bạn. Em biết. Mèo sướng được đón hoài ta. Là sẽ biết em hồi trước em có tên là KH3 còn bây giờ đổi thành. Đọc tên em đi. Binh Bu. Đọc rồi. Ok hiểu rồi. Bye bye em đi ngủ. Ok đi ngủ đi em. Mai thứ 7 mà. Ủa thứ 7 đi ngủ chi? Hút coi mau. Lúc trước thì hút có mua mod nhưng mà dạo gần đây thì hút đã bắt đầu học làm mod rồi cho nên những cái mod gần đây thì đều do hút tự. Hình như là dòng 4 clip gần đây chúng ta. Không biết nữa. Chắc là 4 clip gần đây là 4 5 clip gần đây gì đó. Nói chung là trong tuần này á mod là tôi tự làm không á. Hình như trong tháng này đó. Đúng rồi, trong tháng 9 này thì mod hút đã tự làm mấy bạn. Hút đã bắt đầu. Anh sẽ không bị đá mod nữa. Sẽ không bất kỳ giống bất kỳ ai không trên sợ bất trên kỳ mạng ai bắt chước mình nữa. Mình sẽ tự động làm mod, tự làm mod tự chơi mình luôn vậy. Ủa sao mình vô phòng này có 4 người là có mình luôn. Nhạc to quá chị ơi. Không sao đâu em. Ủa ai đây ai đây. Tiếng anh hơi nhỏ. Nhạc nó chỉ chiếm một vài giây à. Em alo, alo, đồng bào nghe rõ rồi không? Cảm ơn Bacon VN nha. Em đây ai cũng được đón hết. Cảm ơn em nha, Bacon. Alo, 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 alo. Đồng bào nghe tôi nói rõ không? Đây, alo, alo. Hết. Tiếng hết nhỏ cho em. Sao mà vô đây mình chơi luôn vậy? Rồi. Bạn Hương Châu làm nhá. Ôi, trời, tôi vô. Để cái mic vô trong miệng tôi, cái khóc còn có 2.6. Sao tôi ngập, nói gì tôi ngập. To dữ. Chị chết tôi ngập. Tiểu Ngọc nói ồ su su bạn gì bạn đó tên là su su à. Bạn đó nói là bạn gái Tiểu Ngọc nha. Không phải chữ. Ủa vậy hả? Ủa anh nghe lắm thốn. Cái gì bạn gái em nha gì vậy? Anh tưởng là em cua bạn su su chứ. Kết bạn Facebook cho mình nha. À kết bạn rồi, anh đẹp. Su su ơi, nhắn tin riêng với anh nha su. Anh gửi link, cái link Facebook thật của Tiểu Ngọc cho em. Em còn ngồi đó không su su à? Em cắt chị lên layer đua đi. Đợi có chị từ 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 mấy nãy mày đón nó chơi làm gì nó vừa ra là nó đi ra thẳng trong nhà người ta luôn mèo nó đi thẳng ra cửa mít luôn á mấy này riết là làm quá đáng rồi cuộc tình gì kỳ vậy mình lâu quá mình chưa vô quá đáng lắm luôn á mình vô mình gặp toàn thứ dữ không mèo ơi để em mình hút thứ dữ để em từ thứ dữ thì em xử được chứ xử nổi thứ dữ đâu mấy nay này nó tập liền em không nghe tiếng anh hút em có thiệt là em không nghe tiếng hoa đâu chinh chết ê mình đất hôm qua cũng có đòn cho tôi đúng không ta nhớ là đúng có rồi, hút. Cảm ơn em chị mèo. Qua lên hút chị mèo, qua lên đơn chị mèo. Ủa, sao kì vậy? Nói gì chứ nhỉ? Cái lúc nửa đêm á, anh stream mà cũng có người đôn nữa Tiểu Ngọc. Anh hạnh phúc vô vàng. Anh đâu thấy đâu? Ủa em phải dùng từ là em đâu thấy đâu vậy hẹt luôn rồi Tiểu Ngọc. Nghe nó là, ủa em không nhớ. Em dùng từ không đâu, em đâu thấy đâu rồi nghe nó kì. Hay quá em ơi, chặn tôi đi. Chết rồi. Mày biết vừa vô tôi mua gì không mèo? Em cũng biết chị lâu rồi. Lúc gì mà ca sớm ấy. Wow.
Nè giờ nói nè, Phanh cứng mới biết một ca súp chị mèo làm liếc về vấn đề gì. Chị mèo không nhớ nữa. Chị mèo cũng ê, có ai đi qua bên nhà đỏ không? Tôi đang qua nhà nó nè mèo ơi. Thấy tụi có nhiều fan chân chính chưa? Nãy giờ đây, tôi không có fan chân chính luôn mèo. Tụi có nhiều fan chân chính chưa? Mèo, tôi đang qua nhà đỏ nè, có ai đi chung với tôi mèo? Tôi không biết gì đâu, đừng mà đi làm tiếp. Kiểu nào mày không cứu chị luôn chứ ngọc. Ê, tôi nghe địch cái tẹt nè nha. Ai? Mèo. Cha. Mày khờ quá con trai ơi. Ui, 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 rồi té. Tôi nãy tôi nghe cái tẹt. Là không ai đập luôn. Không, chị bảo chạy vô nó vô đập chị không được. Ê, con đỏ nó đang tính vô nhà mình đó mèo. Thấy rồi. Con đỏ kìa. Ê, có ai đi đặt cái đường của tôi qua nhà đỏ không? Dạ cần không? Lắm một người đồng hành. Solo bắt lóc với em ở trong BFC không? Ôi cái đó là ngu nhất trên đời luôn á. Khỏi cần solo em, anh chịu thua. Khỏi cần solo bắt lóc đi. Nghĩ sao mà chơi solo đặt lóc. Ê, chơi cho lại em. Em vô hai đứa đặt lóc nhanh nè. Vô hai đứa đặt lóc với Tử Ngọc kìa. Ai ai đăng ký Tử Ngọc? Ai ai đăng ký Tử Ngọc kìa. Ai solo bắt lóc với Tử Ngọc ở trong hai đứa. Ai chơi không? Em nói gì em không buồn luôn hả Tử Ngọc? Em không có tí nào gọi là động lòng hết. Em có gì đâu buồn. Có buồn gì đâu đó. Ê, từ 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 từ. Có ai đi qua nhà đỏ không? Em có tin ti đâu chị mèo. Hút có tin ti, hút có tin ti. Hút có tin ti, từ 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 từ. Đứng cản nó đi, cản nó đi, cản nó đi, cản nó đi. Từ từ từ. Ê, tôi chửi banh giường nhà nó kìa, xuống đập đi. Đập kiến, đập kiến, đập kiến. Ê, nhảy xuống đập kiến giùm cái, nhảy xuống đập kiến. Cái kiến, ừ, đúng rồi, đập nhiều nhiều lên. Rồi, tôi quánh banh giường nhà nó lộ vừa kìa. Lộ, xong tôi bay rồi. Ê, ai nhảy xuống dưới, ai nhảy xuống không? Ôi kìa. Em đép chết luôn á. Rồi, đúng rồi. Tôi phá cho nó một cái kình luôn á mèo. Từ từ từ, qua tiếp này, qua tiếp này mèo ơi, qua tiếp, qua tiếp. Cho hai vàng, cho hai vàng đi. Không có tiền, các bạn cứ xem livestream. Xe livestream là chị vui lắm luôn rồi. Xem với xe thôi là vui rồi. Xe thôi là vui rồi. Từ từ mấy em đừng có comment nhanh quá. Anh không có thấy đường. Như thế thôi là đủ rồi mọi người. Ê nó quýnh Tiểu Ngọc. Mà bạn nào yêu quý tụi chị thì bạn đó. Mày định quýnh Tiểu Ngọc rồi mày, té giật chưa? Ủng hộ tụi chị bằng cách don. Anh vô đặt tin ti nè Tiểu Ngọc ơi. Anh đặt tin ti nè Tiểu Ngọc. Bạn nào mà không có tiền thì bạn cứ làm đi vậy. Mày tối. Rồi sao anh chết rồi, tin ti nổ rồi Tiểu Ngọc. Có cái giường của nó lộn ra kìa. Rồi rồi. Ừ rét. Chưa. Bánh rồi hả? Ok, hay quá Tiểu Ngọc ơi. Hay quá. Giật nhau mang bô vàng. Giờ mình chơi khô máu lấy la bàn đập nó luôn nè. Có lấy la bàn đập luôn. Gắt. Ôi nó có giác gì đâu. Zalo nó banh giường rồi mà. Đằng nào chị xem em lấy la bàn đập vô bản hồng đó chị mèo. Thân. Thằng nào. Á mày cái là mày. Ôi da anh chết rồi. Lâu lắm rồi chị mới nghe được những âm thanh này rồi. Mèo sướng quá vậy. Cúc vô bờ bến. Mèo sướng quá vậy. Bốn mẹ một hàng. Ê, hồi nãy anh hút livestream ở YouTube nha, anh quyết chiến đấu với mèo luôn nè. Hồi nữa thôi cũng em sẽ livestream YouTube cùng mình sẽ livestream. Anh sẽ đấu với mèo, anh sẽ livestream ở YouTube. Cái gì vậy mèo? Cái gì mà mèo cười hoài vậy? Cái điên à. Đã chơi rồi. Đã chơi dốt mà bà còn không biết đâu. Ừ, sao mọi người fan kính của chị mèo đó anh. Ok sau khi phim xong chị sẽ ok bây giờ các có lẽ anh sẽ up live stream ở đây, anh stream ở YouTube. Chị bạn sẽ nào fan anh đọc bật YouTube lên lại những comment của mọi người thì từ mẹ là anh muốn anh vàng rồi. Ủa vàng chết rồi. Ok ừ hai mèo bây giờ tôi qua YouTube tôi live stream nè, tôi không biết chơi với mèo nữa. Ok ok bây giờ anh sẽ qua YouTube anh live stream cho mọi người, hẹn gặp lại mọi người bên YouTube của anh. Bây giờ mèo sẽ chỉ qua no live. Cái gì vậy, kỳ quá à, đang chơi vui mà. Vậy thì mèo không stream no live đúng không? Stream. Ok rồi, tất cả mọi người mấy bạn lên YouTube đi, bạn thấy được cái mặt của anh nó rõ nét hơn á. Mèo sẽ qua bên no live ID là 1 2. Bây giờ luôn nè, chứ mấy giờ em. Ok anh qua YouTube nha mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở YouTube nha. Ok bye bye mọi người, bye bye, see you again. See you again.